Sao giữa đường lại có vũng nước như vậy? Bước xuống dơ dài hết. Phải chi có ai lót đường cho mình bước xuống ha? Hôm nay là tròn một tháng con làm việc rồi đó. Nè, cô trả tiền lương cho con tháng này. Dạ, con cảm ơn cô. Chị tính mượn số tiền đó của em, xong là sáng mai chị trả cho em được không? Dạ. Đó là một buổi họp mặt, một năm gặp mặt hai lần. Chắc chắn là tôi sẽ tới. Có thể là tôi sẽ đạp xe đạp tới luôn đó. Ôi trời ơi, ông đi xe đạp hả? Đón xem tập 22 Gia đình Đà Số 1 phần 2 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 9 tháng 4 2019 trên kênh HTV7.